tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi ở Nghệ An. Sau nhiều giờ đồng hồ, thi thể hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Sáng ngày 30 tháng 9, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ở xã Nghi Lâm bị nước lũ cuốn trôi, mất tích trước đó. Sau nhiều giờ đồng hồ, thi thể hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Nghi Lộc đã được tìm thấy. Theo đó, thi thể anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1984, trú xóm 12, xã Nghi Lâm, được tìm thấy vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 9, cách vị trí gặp nạn 70 mét. Người vợ là chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985, được tìm thấy lúc 8 giờ 30 phút, cách chỗ bị cuốn trôi gần 200 mét, bị vướng vào bờ thép gai. Hai vợ chồng nạn nhân đã có 3 người con, các cháu đang còn nhỏ. Sáng nay, ngày 30 tháng 9, đại diện cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đã đến động viên, chia sẻ với gia đình gặp nạn. Bước đầu hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng, bà Tuyết cho biết thêm. Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1984, và chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985, trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, trên đường đi khám bệnh về nhà bằng xe máy. Khi về đến gần tới đoạn cầu Cổ Hòa, xã Nghi Lâm, thì gặp nước lớn, cuốn trôi mất tích. Xe máy của hai vợ chồng được tìm thấy sau đó không lâu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để tiến hành mai táng. Trong một diễn biến khác, sáng ngày 30 tháng 9, thông tin từ chính quyền xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, một người đàn ông trên địa bàn không may bị đuối nước tử vong. Nạn nhân là anh NVT, sinh năm 1984, trú ở xóm 2, xã Diễn Hải. Vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 9, anh D ra vùng sông và ao hồ trên địa bàn, giáp danh xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, thì không may bị đuối nước. Thi thể được tìm thấy sau đó không lâu.